Thưa quý vị, thưa các bạn, xanh hóa ngành dệt may là xu thế toàn cầu, không chỉ với thị trường xuất khẩu mà ngay tại thị trường nội địa. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường ngày càng gia tăng. Những năm qua, ngành dệt may Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức khi phải đáp ứng những quy định khắt khe của khách hàng trong việc xanh hóa, trong sản xuất, thực hiện những cam kết về trách nhiệm xã hội, môi trường và cắt giảm phát thải. Các quy chuẩn và đánh giá sự phát triển bền vững của doanh nghiệp ngày càng cao dựa trên mức độ tuân thủ trách nhiệm đối với người lao động, môi trường, xã hội và người tiêu dùng trước khi các sản phẩm được đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Tại doanh nghiệp này, xanh hóa được xem là một trong ba trụ cột gồm kinh tế, an sinh và môi trường. Những bước để xanh hóa của doanh nghiệp chính là việc thực hiện kinh tế tuần hoàn, đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ mới, hiện đại, nâng cao năng suất, giảm nhân công, tiết kiệm năng lượng, hướng tới các mục tiêu về phát triển bền vững. Việc áp dụng cái năng lượng tái tạo và năng lượng áp mái thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ tìm kiếm được khách hàng hơn. Tại vì chúng ta thấy rằng là xu hướng khách hàng bây giờ họ yêu cầu cái đó hết. Cho nên nếu như giả sử có hai cái nhà máy, một cái nhà máy sử dụng năng lượng tái tạo và một nhà máy sử dụng điện lưới bình thường thì chắc chắn rằng là khách hàng họ sẽ thích là lựa chọn cái nhà máy có năng lượng tái tạo hơn. Đó là cái mà vấn đề chúng ta đáp ứng khách hàng. Cái thứ hai nữa là vấn đề về chi phí, nó cũng sẽ được giảm hơn so với lại là chúng ta sử dụng bằng cái điện lưới. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái yếu tố mà các cái doanh nghiệp họ sử dụng cái năng lượng tái tạo để mà trong cái nhà máy của họ. Đối với Tổng Công ty 28, với quyết tâm phát triển ở thị trường nội địa, tham gia vào thị trường thời trang cao cấp, doanh nghiệp đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm thời trang cao cấp dành cho nam doanh nhân, giới chức văn phòng, những người ở độ tuổi trung niên, với tư duy phát triển xanh hóa, cho sản phẩm, mang sản phẩm Việt tới tay người tiêu dùng. Tổng Công ty đã mở rộng kênh phân phối qua hệ thống gần 60 cửa hàng chuyên riêng biệt, Benluni tại các đô thị lớn, các trung tâm thương mại, siêu thị sầm uất như Coopmart, Big C, Vincom, Aeomon và nhiều đại lý khác trên cả nước. Với dân số gần 100 triệu người, thì thị trường nội địa được đánh giá là thị trường rất tốt cho các cái doanh nghiệp dệt may phát triển ổn định. Người Việt thì rất ủng hộ các cái thương hiệu trong nước, đặc biệt là quan tâm đến cái nhãn hàng mang tính bảo hộ người tiêu dùng khi sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường. Đồng thời, người dân Việt Nam cũng tiếp cận với công nghệ khá dễ dàng nên nhanh chóng hình thành thói quen là tiêu dùng mua sắm online, và đây cũng là những điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp dệt may phát triển ổn định và bền vững. Tổng Công ty 28 đã phát triển thương hiệu thời trang cao cấp tiên phong trong việc ứng dụng các cái chất liệu thời trang xanh bền vững như là sợi cô tông, sợi sen, sợi tre, sợi bắp, sợi cà phê, vừa thân thiện với môi trường vừa an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước vào khoảng trên 400.000 tấn sản phẩm dệt một năm và mức tăng trưởng sẽ khoảng 5% một năm. Tuy mức tiêu dùng còn thấp, nhưng xét về tương quan thì quy mô thị trường nội địa không quá nhỏ bé so với thị trường xuất khẩu. Ngoài đặc điểm là dung lượng thị trường khá lớn và tiềm năng tăng trưởng khá, thị trường dệt may nội địa còn có yếu tố thuận lợi là khá dễ tính. Và trong xu thế tiêu dùng hàng may mặc hiện nay, hàng may sẵn đang có lợi thế bởi yếu tố nhanh gọn, đơn giản, tiện lợi, giá rẻ, lại phong phú, đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Hàng may mặc nội địa có nhiều thương hiệu nổi tiếng, có vị thế vững chắc như Việt Tiến, May 10, Thành Công, An Phước, Nhà Bè, Thăng Long, v.v. Tuy nhiên, để xanh hóa sản phẩm phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu tại chỗ đối với du khách nước ngoài khi đến du lịch Việt Nam, thì mới chỉ có số ít doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề này. Việt Nam chúng ta đã ký và cái Thủ tướng đã ký với COP26 rồi.
Đây là vấn đề xương sống của nền của chiến lược của đất nước chúng ta trong cái hội nhập, trong cái giảm rác thải, giảm khí thải nhà kính, thì trong đó dệt may cũng phải chấp nhận những cái cuộc chơi, cái chuyện đây về và tuân thủ cái việc này. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba mà tôi cho rằng là bây giờ các doanh nghiệp họ đã chấp nhận đầu tư tài chính cho cái việc xử lý nước thải đạt các chuẩn mực, hay là vấn đề năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, năng lượng áp mái. Hầu hết các doanh nghiệp ở phía Nam bây giờ họ đã đầu tư năng lượng áp mái để phục vụ cho chính bản thân họ. Họ vẫn đầu tư về năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo. Bởi vì sao? Ở đây nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất, họ đầu tư thì họ có những cái chứng chỉ về xanh. Đấy, nứt đất tiêu nung. Đối với các nhãn hàng mà khi mà doanh nghiệp đã đầu tư cái này, thì đây là một cái điểm cộng cho doanh nghiệp. Hiệp hội Dệt may Việt Nam dự báo kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn. Để phát triển bền vững, ngành dệt may Việt Nam cần có hướng đi mới, giảm phụ thuộc vào thị trường quốc tế, chuyển dần sang khai thác thị trường nội địa. Nhiều doanh nghiệp dệt may như Việt Tiến, May 10, An Phước, Nhà Bè vẫn tăng trưởng tốt tại thị trường nội địa. Điều này cho thấy thị trường nội địa vẫn luôn là thị trường hấp dẫn. Do vậy, việc phát triển ngành dệt may tại thị trường trong nước cần xem là chiến lược lâu dài đối với doanh nghiệp. Theo các chuyên gia trong ngành, từ những yêu cầu của thị trường, muốn phát triển bền vững ngành dệt may theo hướng xanh hóa, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đẩy mạnh đầu tư, đổi mới trang thiết bị hiện đại, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Chiến lược phát triển ngành dệt may giai đoạn tới cần chú trọng giải quyết các vấn đề như xây dựng một số khu công nghiệp ngành dệt may đồng bộ, bao gồm chuỗi, sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất khâu vải, may mặc, hình thành chuỗi giá trị và cung ứng hoàn chỉnh giữa sản xuất sợi, vải, may và sản xuất nguyên phụ liệu, ưu tiên dự án sử dụng công nghệ cao, có quy trình sản xuất đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về sản xuất dệt may bền vững, tuần hoàn, tạo hành lang pháp lý và các điều kiện để ngành dệt may phát triển đúng tầm và bền vững, khẳng định thương hiệu tại thị trường trong nước cũng như trong xuất khẩu.